Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Nga Official. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chính lý do vì sao đàn ông thích hôn vùng kín. Có rất nhiều chị em phụ nữ là thậm chí là họ phát hoảng luôn nha mọi người. Phát hoảng luôn khi thấy mà chồng mình hôn vùng kín của mình. Và tự đặt ra câu hỏi là không biết tại sao mà bạn trai hay là chồng mình bình thường, có bình thường hay không, có bệnh hoạn gì hay không mà lại có cái sở thích đó. Bởi vì nhiều người cái quan điểm đây là cái khu vực đi vệ sinh, cho nên nó rất là bẩn, rồi chưa kể nó có mùi hôi, nó có khó chịu mà lại dùng miệng và môi để chạm vào cái chỗ đó thì thật sự là không thể nào mà chấp nhận được. Và trong quá trình tư vấn thì mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của các anh nam giới là làm cách nào để giúp cho vợ cởi mở hơn trong cái việc mà quan hệ bằng miệng. Bởi vì khi mà muốn thể hiện tình cảm với vợ, muốn đem lại cho vợ những cái cảm giác mới lạ, nhưng mà vợ nhất quyết, cương quyết giữ cái quan điểm là không đồng ý, không cho chồng đụng chạm vào cái vùng kín của mình. Chính vì vậy mà trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các chị em 10 lý do vì sao mà nam giới muốn hôn vùng kín của phụ nữ. Và sau khi nghe những cái lý do này thì hy vọng là chị em mình sẽ có cái nhìn nhận mới hơn, cởi mở hơn để giúp cho chuyện vợ chồng nó hòa hợp hơn trong chuyện chăn gối, cùng nhau có những cái trải nghiệm thú vị, viên mãn hơn. Lý do đầu tiên là nam giới thích hôn vùng kín là vì muốn thể hiện mình, muốn thể hiện tình yêu đối phương một cách thật lòng. Sự thật cho thấy là nhìn những cái vấn đề vùng kín như là mùi hôi khó chịu nè, bẩn ghê này kia nè, luôn là lý do khiến cho nam giới thực sự là rất là do dự trong cái chuyện mà mình dùng miệng. Thế nhưng mà khi thấy người yêu hay chồng của mình sẵn sàng và chấp nhận cái hành động đó ở trên giường thì các chị em nên hiểu rằng vì anh ấy yêu thật lòng mà thôi, cho nên mới như thế. Nên thấy người yêu hay chồng của mình mà thích hôn một cái chỗ đó thì mình cũng phải cảm thấy là mình là một người vô cùng may mắn. Bởi vì ở ngoài kia còn rất nhiều những ông chồng và rất nhiều bạn trai không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ hay là đối tác, cho nên là cũng không bao giờ đồng ý hôn vùng kín của vợ. Bước vào cuộc yêu là chỉ thỏa mãn cái nhu cầu của mình, bản thân mình thôi. Cho nên là các chị em nhớ nha, khi mà người yêu hay là chồng của mình thích hôn vùng kín của mình, thứ nhất đó là chuyện hết sức bình thường, mà nó còn cái thể hiện cái tình yêu chân thành mà anh ấy muốn dành tặng cho mình. Cho nên là đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề các chị em nha. Lý do thứ hai là muốn kéo dài cuộc yêu. Đối với những nam giới bị tình trạng như là chưa đến chợ đã hết tiền, 2 phút đã phục, 3 phát đi, trên bảo dưới không nghe, thì màn dạo đầu là một trong những cái yếu tố vô cùng tuyệt vời. Nó giúp cho anh em giảm bớt đi cái áp lực về thời gian cuộc yêu. Mà màn dạo đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người phụ nữ, giúp cho tăng hương phấn. Và đây cũng là cái bước chuẩn bị về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc cho một cái cuộc yêu nó nóng bỏng và nó cuồng nhiệt hơn. Khi mà các anh em có được cái kỹ năng tốt thì nó có thể khiến các chị em là lên đỉnh ngay trong màn dạo đầu. Và khi các chị em đã được lên đỉnh một lần viên mãn rồi á, thì các chị em rất là thích, phải không nào? Lý do thứ ba là yêu bằng miệng giúp cho cả hai trở nên gần gũi nhau hơn. Yêu bằng miệng là một cái sự chấp thuận tự nguyện từ hai phía luôn. Bởi vì nếu không có sự gắn bó và yêu thương sâu sắc thì thật sự rất là khó để thực hiện cái kiểu yêu này. Hoặc là nếu như có thì cũng chỉ là làm hời hợt, làm qua lo cho có mà thôi. Vậy nên khi mà các chị đồng ý mở lòng thì hãy suy nghĩ thoáng hơn, cởi mở hơn với chồng mình trong cái việc quan hệ bằng miệng, thì anh ấy sẽ cảm thấy gần gũi hơn cả về mặt thể chất lẫn về mặt tình cảm. Từ đó sẽ tạo ra những cái cuộc yêu cuồng nhiệt, nó đầy cái khoái cảm hơn. Lý do thứ tư là anh ấy muốn khám phá cô bé. Nam giới thích hôn vùng kín là vì muốn khám phá cô bé. Nếu như mà chỉ áp dụng những tư thế quan hệ truyền thống thì anh em có thể là chỉ ngắm nhìn cái gương mặt của vợ đang hạnh phúc rồi thỏa mãn như thế này thì chị em của các chị thôi, chứ còn không có cơ hội để ngắm nhìn vùng kín. Vì vậy nên là các em, anh em rất là thích hôn vùng kín của phụ nữ để tranh thủ tận hưởng, để ngắm nhìn xem vùng cấm địa của đối phương nó như thế nào, nó biểu hiện ra làm sao mà mình kích thích ở chỗ đó. Lý do thứ năm đó là nam giới thích hôn cái vùng kín là vì mùi hương trên cơ thể của đối tác. Có rất nhiều nam giới nghiện hôn vùng kín của vợ tới nỗi mà nhắn tin hỏi mình là ngày nào cũng hôn vùng kín của vợ và tiết và nuốt cái dịch nhờn từ cơ thể của vợ thì có sao không. Các chị em biết gì không, một trong khi mà chúng ta xem chúng ta thật sự thoải mái, khoan khoái thì đó chính là cái mùi hương. Cho nên là nhiều chị em rất là thích chú ý
rất là chú ý chăm sóc cô bé của mình một cách cẩn thận, nào là điều chỉnh chế độ ăn uống nè, rồi sử dụng các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng nè, rồi nước hoa vùng kín nè. Và các chị em đã bao giờ nghe cái câu chuyện mà khi mà đến mùa sinh sản á, thì con đực và con cái nó sẽ tiết ra cái hormone để hấp dẫn đối tác không ạ? Thì trong cơ thể của con người ta cũng có những hormone, khi mà cơ thể của chúng ta gọi là hưng phấn thì sẽ tiết ra một cái mùi hương hương nó đặc biệt hấp dẫn đối với đối tác, thì sẽ khiến cho các anh chồng của mình rất là kích thích, phấn chấn, nên mới có câu chuyện là nhiều anh chồng gọi là nghiện mùi của vợ là vậy, say sưa tận hưởng những mùi vị tiết ra từ cô bé. Lý do thứ sáu là đàn ông thích hôn vùng kín là bởi vì muốn ngắm nhìn trọn vẹn cơ thể của đối tác. Có cái câu là đàn ông yêu bằng mắt thì nó chẳng có sai bao giờ, bởi vì chỉ cần nhìn thấy một người phụ nữ có cái vòng một căng tròn, đôi môi gợi cảm thì người đàn ông có thể rung động và bị kích thích rồi, đúng không nào? Vậy thì với một vị trí vô cùng thuận lợi từ dưới nhìn lên, khi mà miệng môi lưỡi đang say sưa chăm sóc cô bé, các anh nam giới đánh mắt nhìn lên phía trước thì sẽ thấy cái gì, cái đôi gò bồng đảo có căng tròn phập phồng đi kèm với hơi thở gấp gáp. Thì chính cái đôi môi gợi cảm, khi mà các chị em phụ nữ đang trong cái giai đoạn cao trào, thì đây là những cái hình ảnh mà khi chạm vào ánh mắt của người đàn ông, họ sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn, đẩy lên cao, và chắc chắn họ sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt khi nhập cuộc. Lý do thứ bảy đó là đàn ông thích hôn vùng kín là vì bản chất của họ thích chinh phục. Có nhiều người nam giới hôn vùng kín là vì nghiện mùi hương quyến rũ trên cơ thể của đối tác, nhưng mà nhiều nam giới cũng chẳng vì mùi hương, nhưng mà họ lại thích ngắm nhìn những cái biểu cảm được thổ lộ trên gương mặt của đối tác, như là ánh mắt lờ đờ, bờ môi gợi cảm, quyến rũ hay là hơi thở gấp gáp. Và khi quan sát tất cả những cái dấu hiệu này cho thấy những người phụ nữ đã lên đỉnh, thì cánh mày râu sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là tự hào về bản thân mình. Họ có thể vỗ ngực ra oai rằng mình là người chiến thắng trong cuộc yêu này, mình đã khiến cho đối tác của mình lên đỉnh, có được những cái phút giây thăng hoa tuyệt vời. Phải nói đây là một cái dũng sĩ giường chiếu rất là cừ khôi. Và lý do thứ 8 đó là đàn ông cũng muốn khám phá cái điểm G. Đó, điểm G bên trong là người phụ nữ. Đây là một cái khu vực rất là nhạy cảm, và khi được kích thích vào thì người phụ nữ sẽ đạt khoái cảm vô cùng mạnh mẽ. Vậy thì hôn vùng kín của người phụ nữ, đàn ông sẽ có cơ hội tiếp xúc với cô bé ở một cái cự ly gần hơn để quan sát, cũng như là áp dụng những cái kỹ thuật để điêu luyện hơn trong việc cái tìm kiếm điểm G và kích thích hoạt vào đó, đem lại cho người phụ nữ khoái cảm tuyệt vời hơn. Một cái lý do nữa đó là họ cũng muốn chiều chuộng đối tác của mình ở trên giường. Ở vùng kín là cái khu vực rất là nhạy cảm của người phụ nữ, bởi vì nó có chứa rất là nhiều dây thần kinh cảm giác, cho nên là chị em thích được cái chăm sóc cái khu vực cô bé của mình. Và các chị em tưởng tượng khi mà chúng ta áp dụng những cái tư thế quan hệ khác nhau thì nó cũng sẽ đem lại những cái cảm giác khác nhau. Vậy thì theo quan hệ theo kiểu truyền thống thông thường hay là làm bằng tay hay là bằng miệng thì mỗi kiểu yêu nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái khoái cảm khác nhau. Vậy thì các chị em chỉ cần hiểu đơn giản rằng khi mà bạn trai hay chồng mình đề nghị hôn vùng kín của mình, đơn giản là gì? Họ muốn cho mình tận hưởng những cái cảm giác mới lạ mà thôi. Nghe xong thì chắc chắn là hóa ra những cái lý do khiến cho anh ấy thích hôn vùng kín của mình nó hết sức là đơn giản. Nó không chỉ là bình thường thôi đâu, mà nó còn cách để anh ấy thể hiện tình cảm với mình mà thôi. Các chị em hãy nhớ rằng cái sự hòa hợp trong cái chuyện chăn gối á, nó sẽ giúp cho tình cảm của vợ chồng trở nên mặn nồng hơn. Cho nên là mình hy vọng là các chị em nghe được hết những cái lý do sau đây thì các chị em sẽ mở lòng hơn để cho cả hai vợ chồng có cơ hội cùng tận hưởng những giây phút thăng hoa tuyệt vời và tình yêu mang lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video rất nhiều.